Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Nếu một ngày đẹp trời nào đó anh em nhận được cảnh báo y chang trong hình là tài khoản Facebook của anh em đã bị khóa, anh em cũng đừng có lo lắng gì hết. Cái tài khoản bị khóa chẳng qua chỉ là hình thức bảo mật của Facebook tránh người khác hack tài khoản của anh em thôi. Mất khoảng 1 phút để mở tài khoản lại, rất là đơn giản, anh em làm theo mình nghe. Anh em sẽ chọn bắt đầu, chọn tiếp, chọn nhận mã trên điện thoại. Anh em tiếp tục chọn nhận mã. Nó sẽ gửi mã xác minh tài khoản qua số điện thoại của anh em đăng ký Facebook. Anh em lấy số đó nhập vào cái phần nhập hoặc dán mã. Anh em chọn xác nhận. Chọn tiếp. Nội dung của thông báo này nôm na là nghi ngờ có người khác đã sử dụng tài khoản Facebook của mình. Đơn giản vậy đó anh em. Chọn tiếp. Ở đây anh em nhập mật khẩu mới vào. Và không được nhập mật khẩu cũ. Mình đã thử nhập mật khẩu cũ, nó báo là không được anh em. Anh em sẽ chọn lưu thay đổi. Anh em chọn đóng. Vậy là xong. Bạn đã mở khóa tài khoản. Rất đơn giản luôn. Mình đã mở khóa được tài khoản rồi nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.